Xin chào quý vị, tôi là MC Áo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, theo kịch bản, tin tập tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng nhằm đánh cắp thông tin. Đội ngũ an ninh thông tin phát hiện và tìm cách đối phó với các mối đe dọa này. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng Thành phố Hồ Chí Minh 2023 sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày, bắt đầu từ 10 giờ ngày 26 tháng 12 đến hết 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thành phần tham gia được chia thành hai đội, tấn công và phòng thủ. Đội tấn công tập hợp các chuyên gia đến từ Trung tâm 286 Bộ Tư lệnh 86, Trung tâm An ninh mạng Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Galaxy One, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bảo Tính và Công ty cổ phần Công nghệ DTG. Đội phòng thủ, tập hợp đội ngũ quản lý, các bộ kỹ thuật đến từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh và đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố, đội ngũ kỹ thuật an ninh mạng thuộc các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống thông tin. Thưa quý vị, giảm sinh là xu hướng toàn cầu nhưng tốc độ ở Việt Nam nhanh hơn thế giới và ngày càng rõ nét. Theo ông Mai Trung Sơn, Cục dân số Bộ Y tế, trong 3 năm qua, mức sinh trung bình của 21 tỉnh trên thành phố thuộc vùng mức sinh thấp đã tàn nhẹ. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phố có xu hướng tiếp tục giảm sâu như Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2023, mức sinh của Thành phố Hồ Chí Minh là 1,27 con trên một phụ nữ, rất thấp. Phụ nữ ở tỉnh Hậu Giang cũng chỉ sinh khoảng 1,5 con trên một phụ nữ. Ông Mai Trung Sơn nói: "Hiện chỉ còn 4 tỉnh, thành phố trong nhóm chính địa phương đạt mức sinh thay thế trong năm 2020 giữ vững kết quả, gồm Hà Nội, Lâm Đồng, Phú Yên và Bình Định." Đề cập đến nguyên nhân trên, ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Cục Dân số Bộ Y tế, cho biết số cặp vợ chồng trẻ tuổi có xu hướng chậm sinh con hoặc chỉ sinh một con, xu hướng kết hôn muộn trở nên phổ biến. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sinh đủ hai con và các mô hình can thiệp để nâng mức sinh thuộc vùng mức sinh thấp đang trong quá trình xây dựng, đề xuất nên chưa đủ mạnh. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga ngày 26 tháng 12 dẫn phát biểu trên kênh Telegram của thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm. Ông Sergei Akazonov cho biết Ukraine đã tấn công vào khu vực gần cảng Feodosia ở Crimea, gây ra cháy nổ. Sau đó, vụ nổ đã chấm dứt còn đám cháy cũng được khoanh vùng, khu vực cảng đã bị phong tỏa và cư dân một số tòa nhà được di rời. Cùng ngày, hãng tin Anh di dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết lực lượng này đã ra đòn tấn công nhằm vào một căn cứ ở Crimea và phá hủy một tàu hải quân Nga. Đó là tàu đổ bộ cỡ lớn Novo Cherokee Bị phía Ukraine nghi ngờ là được sử dụng để chở máy bay không người lái xa ép trong cuộc chiến của Moscow và chống lại Kiev. Không quân Ukraine không chỉ rõ địa điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng tư lệnh không quân. Trung tướng Mikhail đã đăng một đoạn video về vụ nổ tại căn cứ hải quân Feldosia của Nga ở Crimea và cho biết tàu no đã bị trúng đạn. Đoạn phim được một số hãng tin Nga chia sẻ trên Telegram cho thấy những vụ nổ và hỏa hoạn lớn xảy ra trên một khu vực cảng. Chuyển sáng phần tin quốc tế năm 2023, Trung Quốc đã chứng kiến sự trao đảo từ nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận kể từ năm 1850 đến một đợt lạnh khắc nghiệt khiến nhiều nơi trên đất nước rơi vào tình trạng đóng băng trong gần hai tuần vào đầu tháng 12. Năm 2024 có thể nóng hơn và cũng có thể là một năm mà các hiện tượng khắc nghiệt có thể xảy ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Ông Chu Bình, chuyên gia trưởng của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, dự báo mùa hè vừa qua đã chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục tại thủ đô Bắc Kinh. Trong khi một thị trấn xa xôi ở phía tây bắc của Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiệt 52 độ C, con số kỷ lục nhất của nước này. Các trận bão cũng mang đến lượng mưa kỷ lục ở phía bắc Trung Quốc, gây lũ lụt trên diện rộng. Hiện tượng El Nino thường xảy ra từ 2 đến 7 năm một lần, khi vùng nước gần xích đạo ở Thái Bình Dương trở nên ấm hơn bình thường dẫn đến lượng mưa lớn, bão hoặc hạn hán ở một số nơi trên thế giới. El Nino năm nay bắt đầu vào tháng 6 và đã thiết lập những mức nhiệt độ cao mới trên khắp thế giới. Thưa quý vị, Phạm Thị Oanh 31 tuổi toát lên một vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng cũng đầy quyến rũ với đôi gò má trắng hồng, cấp bắt tinh anh cùng chất giọng lưu loát. Nếu gặp anh ngoài bì rừng, có lẽ tôi sẽ chẳng nhận ra cô là người đàn bà sống giữa rừng, làm nghề giữ rừng. Cô gái dân tộc Mường, xứ Quang Sơn thanh quá đến với nghề giữ rừng như một sự sắp đặt của định mệnh, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Năm 2011, quanh lên chuyến xe khách vào Bình Dương làm công nhân. Đời sống chúng thị thành xô bồ náo nhiệt, khó qua nhập, đã đôi lần quanh cảm thấy buồn chán, rồi một buổi chiều cuối tuần, anh nằm nghe chương trình kết bạn bốn phương trên sóng radio. Bất chợt dừng lại ở số điện thoại hay hay, dễ nhớ của Lê Hoàng Anh 30 tuổi. Anh bấm máy làm quen và được tương tác lại. Chưa đầy hai tháng sau, đôi trẻ hẹn gặp mặt ngoài đời. Một chút bỡ ngỡ, đục rè sao xuyến, đẩy hai con người xích lại gần nhau và chính thức hẹn hò. Lần gặp thứ hai, anh quyết định theo Hoàng Anh về cần giờ ra mắt gia đình anh. Bạn trai đưa anh vào thẳng chốt giữ rừng thăm cha mẹ. Không phải lần đầu tiên thấy rừng, nhưng quanh vô cùng lạ lắm vì rừng ở đây lại có nước ngập, có sông biển xung quanh, nó khác hoàn toàn với rừng núi ở quê hương thanh quá của cô. Anh ngủ một đêm trong chốt, tận hưởng mũi mông và nghe âm thanh hỗn tạp của chim thú. Nếu là cô gái khác, có lẽ sẽ bỏ của chạy lấy người ngay khi rời đi nhưng quanh thì không. Cô có một cảm tình đặc biệt với cánh rừng này và chấp nhận lời đề nghị của bạn trai. Bỏ đời công nhân vì cần giờ khoác áo giữ rừng. Cha mẹ đã truyền nghề lại cho hai vợ chồng trẻ ông bà rút về đất liền nghỉ ngơi tuổi già, vợ chồng quanh trở thành đời thứ ba kế nghiệp giữ rừng của dòng họ. Thưa quý vị, eo cửa gió ở xã đảo Nhân Lý, Quy Nhơn, Bình Định hệt như hình yên ngựa nằm giữa hai dãy núi cao vườn dài ra biển tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú. Nằm cách thành phố Quy Nhơn, Bình Định về phía bắc 20 km, từ lâu eo gió còn gọi là eo cửa gió ở xã Nhân Lý là thắng cảnh du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách. Địa danh này có dáng hình hệt như yên ngựa, nằm giữa hai mỏm núi cao vươn mình ra biển tạo nên chiếc vẻo khổng lồ đón gió lồng lộng quanh năm. Eo cửa gió hội tụ vẻ đẹp quan sơ với làn nước biển xanh trong vắt, bao quanh là những dãy núi đá cao uốn cong vòng cung với muôn hình kỳ thú. Vào buổi bình minh hay hoàng hôn, du khách có thể đứng trên đồi cao bên eo gió phóng tầm mắt chiêm ngưỡng làng chài nhân lý hai tịnh tâm bên tịnh xá Ngọc Hòa. Đây là ngôi chùa độc đáo, sở hữu tượng Phật Quan Âm hai mặt lớn nhất Việt Nam. Tượng Phật này cao mươi mét, một mặt hướng về phía bắc là quan thế âm nam hải màu bạc có ý nghĩa biển bạc. Bức còn lại màu vàng hướng về phía nam là quan thế âm kiết tường mang biểu tượng rừng vàng. Theo người dân địa phương, tượng Phật đôi này là món quà quý giá, mang ý nghĩa sâu sắc là thiên nhiên ban tặng rừng vàng, biển bạc cho làng chài nơi đây. Họ tin tưởng rằng tượng Phật đôi che chở và mang đến cho họ cuộc sống an lành và phồn thịnh. Thưa quý vị, Cela Yabiuni là một điểm đến du lịch độc đáo và hấp dẫn ở Bolivia. Nơi khách du lịch có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và huyền ảo của cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Salar de uni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, trải dài hơn 10.500 km vuông thuộc cao nguyên Altiplano phía tây nam Bolivia. Khoảng 30 đến 42.000 năm trước, la nằm hoàn toàn dưới nước như một phần của hồ nước lớn bao quanh bởi các ngọn núi. Hàng ngàn năm sau đó, Hồ nước dần cạn kiệt và tách thành những hồ nước nhỏ, một trong số đó đã hình thành nên cánh đồng muối nổi tiếng nhất thế giới xây la gia Vào mùa mưa, hồ ti tích A cơ tràn vào hồ bú bó nhỏ làm ngập toàn bộ xây la gia tạo nên hiệu ứng phản chiếu như một chiếc gương khổng lồ. Cả hai mùa mưa và mùa khô ở cánh đồng muối nổi tiếng xây la gia đều rất đáng để tham quan. Mặc dù mùa mưa sẽ là khoảng thời gian cánh đồng sở hữu khung cảnh đáng chiêm ngưỡng nhất, nhưng điều này sẽ là một trở ngại lớn trong việc đi lại khi mực nước quá cao để lái xe ngược lại vào mùa khô việc di chuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên bạn sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp vô thực của cánh đồng muối ở bolivia quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt